Dương Tử Địch Lợi Nhiệt Ba bất ngờ bị réo khi Đặng Luân trở lại. Từng là nam thần đình đám CBiz, sự nghiệp của Đặng Luân không thể cứu vãn khi anh vướng bê bối trốn thuế. Bị phong sát mọi mặt trận, Đặng Luân buộc phải ở ẩn. Mới đây sau phim Hương Mật Tự Khói Sương đã trở lại trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Ngỡ ngàng hơn là việc Dương Tử Địch Lợi Nhiệt Ba bị réo. Vậy chuyện là thế nào? Nhân dịp lễ tình nhân 2024, nam thần tượng Đặng Luân bất ngờ trở lại. Theo đó, Đặng Luân đã thông qua trạm fan của mình để tặng người hâm mộ một bức ảnh đặc biệt. Rời xa ánh hào quang đã lâu, nhưng điều đó cũng chẳng làm nhan sắc của sao nam nhạt đi, thậm chí là còn rực rỡ hơn nữa nha. Tất nhiên là với hình ảnh này, Đặng Luân đã nhận về nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Sau khi hình ảnh mới của Đặng Luân được đăng tải rộng rãi, công chúng lại không thôi nhớ về thời đỉnh cao của anh chàng khi mà hợp tác cùng Dương Tử và Địch Lợi Nhiệt Ba. Đây cũng chính là lý do hai mỹ nhân CBiz chẳng làm gì cũng bị réo gọi khi mà Đặng Luân trở lại. Với Dương Tử, cô và sao nam đã tham gia dự án Hương Mật Tựa Khói Sương, một bộ phim làm mê đắm biết bao con người. Hương Mật Tựa Khói Sương thì thuộc thể loại huyền huyễn, được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Điện Tuyến. Nội dung phim xoay quanh ân oán ba kiếp, ân hận ngàn năm giữa Bồ Đào Tinh Cẩm Mịch, tức là Dương Tử thủ vai, và nhị hoàng tử Tiên Cung Húc Phượng, Đặng Luân đảm nhận. 4 vạn năm trước thì sau khi mà sinh hạ Cẩm Mịch, hoa thần Tử Phân đã ôm hận mà ra đi mãi mãi. Trước lúc lâm chung, bà cho con gái uống thuốc tuyệt tình với hy vọng cô đời đời vô tâm vô phế, không khổ sở vì chuyện ái tình nữa. Đến 4 vạn năm sau, nhị hoàng tử Húc Phượng đi lạc vào Thủy Kính, gặp gỡ và kết oan gia với Cẩm Mịch. Mối tình của họ trải qua nhiều thăng trầm, hiểu lầm xen lẫn những tình huống hài hước. Thời điểm ra mắt phim á, thì trên nhiều diễn đàn, khán giả đã dành lời khen ngợi cảnh quay rất là hoành tráng, hóa trang thì công phu nè, và kỹ xảo điện ảnh thì rất hiện đại nữa. Đặc biệt là hơn cả là diễn xuất ăn ý của Dương Tử và Đặng Luân đã khiến cho nhiều người bị thu hút ngay từ những tập đầu tiên. Và đây là lần thứ hai cặp sao đóng tình nhân trên phim, sau Không Phải Hoa Cũng Chẳng Phải Sương. Vậy còn với Địch Lợi Nhiệt Ba thì sao ta? Cô nàng từng tham gia chung dự án Nghìn Lẻ Một Đêm với chàng mỹ nam Đặng Luân. Trong phim thì sao nam đã khiến cho người xem mê mệt bởi ngoại hình và diễn xuất chuẩn xịn nha. Phim kể về cô gái tên là Lăng Lăng Thất, nhân viên của khách sạn Bối Mã do Địch Lợi Nhiệt Ba thủ vai. Lăng Lăng Thất là một cô gái tốt, chân thành, vui vẻ và thường xuyên giúp đỡ người khác, nhưng mà tính cách thì lại rất là tự ti và yếu đuối. Điểm yếu này đã làm cho cô khó thành công trong ước mơ của chính mình. Cũng vì vậy mà Lăng Lăng Thất không thể bày tỏ tình cảm với người mình yêu bấy lâu, tức là Bách Hải đó, nhân vật do Đặng Luân đảm nhiệm. Một lần nọ thì Lăng Lăng Thất và Bách Hải cùng tham gia kế hoạch dùng thử vòng tay điện tử để mà cải thiện công nghệ cao cho giấc ngủ do công ty kỹ thuật Thảo Mộng phát triển. Thiết bị cộng hưởng từ tính chức năng trong vòng tay gặp sự cố kỹ thuật, làm số liệu sóng điện não của Lăng Lăng Thất truyền sang mô hình trong mơ của Bách Hải, giúp cô có khả năng bước vào giấc mơ của anh. Trong thế giới mộng mơ ấy, Lăng Lăng Thất dường như là trở thành một cái con người khác, loại bỏ được những khuyết điểm của bản thân ngoài đời thật, mà cô còn giúp cho Bách Hải khắc phục được ám ảnh tâm lý từ thuở niên thiếu. Giấc mơ dựa theo hiện thực, dũng khí trong mộng cảnh làm Lăng Lăng Thất nghĩ về những thiếu sót trong cuộc sống của mình. Cô ấy tích cực thay đổi bản thân, dần dần trở nên tự tin và dũng cảm hơn nha. Cũng từ đây mà hai người trẻ tuổi giúp nhau chữa khỏi, nhận lấy được sự nghiệp và tình yêu tuyệt đẹp. Đây có lẽ là hai bộ phim được Đặng Luân để lại nhiều dấu ấn nhất trong lòng công chúng trước khi mà bị phong sát. Về việc ở ẩn thì Đặng Luân được cho là tập trung kinh doanh nhà hàng lẩu, công việc làm ăn rất là thuận lợi. Anh chàng cũng liên tục nhận quà tiếp ứng từ fan vào những dịp đặc biệt. Bên cạnh đó thì dù không còn hoạt động trong showbiz nữa, tuy nhiên là các fan vẫn làm từ thiện dưới tên Đặng Luân. Nam thần tượng lâu lâu cũng đăng ảnh của bản thân để mà người hâm mộ không có quá nhớ thương thần tượng. Có tin đồn nam diễn viên sẽ khó lòng quay lại làng giải trí, một phần vì scandal liên quan đến thuế, một phần là vì anh đã có định hướng khác. Cũng có blogger loan tin Đặng Luân đã gặp gỡ gia đình bạn gái rồi tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên thì sao nam chưa từng một lần lên tiếng xác nhận chuyện hôn sự. Với những gì mà đã làm được với vai trò người nghệ sĩ á, thì người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho sự nghiệp và tài năng của Đặng Luân. Các bạn thì bạn nghĩ sao? Hãy bày tỏ quan điểm của mình để IBiz được biết với nha. Đừng quên là hãy follow kênh của chúng mình để cập nhật tin tức giải trí hot mỗi ngày nha.